Tập 28. Nhanh lên. Bảo ông nhanh lên, có vẻ thấy không? Đại ca, đừng tìm nữa. Bọn tôi tìm mấy lần rồi. Mộc Tử này tôi đoán là cô ấy tức giận bỏ đi rồi. Tức giận bỏ đi. Mộc Tử ngốc này quá nóng tính. Đại ca, tôi đoán cô ấy không lây chuyển được anh, tìm chỗ trốn rồi. Trốn cái gì? Cô ấy rõ ràng là có tật giật mình. Tôi nói với các cậu, có một người tính một người. Sao đại các cậu ai muốn đi, tôi tuyệt đối không giữ lại. Chị à, tính của đại ca quá nóng rồi. Các cậu ra ngoài trước đi. Ăn no rồi, xuất phát đi. Tôi đi cùng với các anh. Mai Hương, đừng ồn ào nữa. Tôi đi với Uông đại ca rồi về. Không được, tôi muốn đi. Cô nói sao cô gây thêm phiền phức cái gì? Anh phải dẫn tôi đi cùng. Vậy nói đi, tại sao cô muốn đi? Tôi cứ ở nhà đợi đi. Tối nay bọn Nhật tuần tra nhiều quá, không có cách ra tay. Vậy chúng ta quay về trước. Mai Hương, cô đừng gây phiền phức nữa. Đoán chừng sau lần hành động trước của chúng ta, bọn chúng tăng cường phòng bị. Uông đại ca, chúng ta không thể trở về tay không? Chúng ta thử xem. Thử thế nào, không cần mạng nữa sao? Đúng vậy, cô về đi, lành ít dữ nhiều. Tôi theo mệnh lệnh, đi. Đi thôi, nhanh lên. Lão Hồng, đến đêm chúng ta rời khỏi thành đi. Chúng ta cứ vậy quay về. Quay về nghĩ cách khác. Không được, không trộm được thuốc nổ. Các anh trộm nổ cầu kiểu gì? Đúng vậy. Ông đại ca, nếu đại ca ở đây, anh ấy chắc chắn không thể trở về tay không. Đúng, tôi đồng ý. Cô đồng ý có tác dụng gì? Đi, các anh đi như vậy không phải uổng công đến Dương Thành một chuyến sao? Tránh ra. Anh không đi trộm thuốc nổ, tôi đi. Cô không đi sao? Đi làm gì? Trộm thuốc nổ. Trộm thuốc nổ gì? Anh biết rõ có đi không về được. Anh còn đi, tôi không đi nữa. Anh mau đi đi, anh ấy đi rồi. Chuyện này cô đó chỉ thêm phiền phức. Cô không cần khuyên tôi, tôi cũng không muốn nghe. Được, anh không muốn nghe thì tôi không nói nữa. Có chuyện tôi không hiểu. Sao cô biết có mai phục bờ phía bắc cây cầu? Nếu bây giờ có mai phục ở bờ phía bắc cây cầu, anh sẽ làm thế nào? Cô đây là đang nghĩ như vậy, cô biết không? Tôi đang hỏi anh, nếu có mai phục anh sẽ làm thế nào? Nếu có mai phục thì chứng tỏ trong những người chúng tôi có gian tế. Được, tôi đợi chính là câu nói này của anh. Cô làm gì? Có mai phục hay không? Chúng ta đi một chuyến là biết ngay. Đúng, nhưng trên người cô có vết thương, cô không thể đi. Dưới núi có xe ngựa, tôi đưa xuyên trụ đi cùng. Cô đến cùng ai cũng không thể đi. Nói không được là anh, muốn đi là tôi. Anh không cản được tôi đâu. Cô đợi đã. Chỉ lần này thôi đấy. Gánh nặng của người thực sự phiền phức.
sao cô lại lên đây? Nếu đang là điều tra thì tôi phải nhìn cho rõ ràng. Sư trụ, mau đến đó xem. Dân. Phía trước cứ ôm như vậy, quân may phục cái gì ở đây chứ? Đợi sư trụ quay lại rồi nói. Đợi sau khi xuống núi, cô bắt buộc phải về Dẫn Thành. Không có ai hầu hạ được cô đâu. Tôi không bảo ai phải hầu hạ, tôi vốn muốn quay về. Đại nhân Hideo, ngài đến rồi. Báo cáo, không cần báo cáo. Tiếp tục bố trí mai phục. Dân. Sư trụ thế nào? Phía trước nhìn không rõ, nhưng hình như có động tĩnh. Được rồi, chúng ta đi. Tiểu nhân chỉ là cầm tiền của người khác để mở nhà trọ. Thật ra tiểu nhân cũng là được nhiều lời như vậy, tiếp tục đào. Đội trưởng Phùng, phía dưới là chuyện gì? Chính là mấy người đi đường đêm. Hay là tôi phái vài binh sĩ đuổi họ đi? Đồ ngu, không được phái người. Người Trung Quốc có câu ông không biết sao? Không đánh mà khai. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Hai các cậu đi đuổi hết những người đi đường đêm đó đi. Mau đi, dân. Bà chủ, tối nay nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai lại lên đường. Được, dù sao tôi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát cũng được. Này, các ngươi làm gì vậy? Chúng tôi là buôn bán nhỏ, trên người không có tiền, khốn nạn. Lão tử cần chút tiền của các ngươi sao? Mau cút đi cho tôi. Không phải ông tổng à, nửa đêm như vậy cổng thành đóng hết rồi, còn bảo chúng tôi đi đâu được? Đúng, đi đâu? Đi đâu chính là chuyện của mấy người. Mau cút đi. Không phải, cậu không thể nói phải trái. Quản gia, chúng tôi đi ngay. Chúng tôi đi ngay đây. Không nói phải trái quá rồi. Đi mau đi. Đi đi. Đi nhanh lên, đi bên này, nhanh lên. Được, đi. Không sao chứ, chúng tôi đi. Nhanh lên đi. Thái quân, ngài yên tâm đi, chính là mấy người đi đường đêm đang dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Dừng chân nghỉ ngơi. Đúng, ở trong núi này bình thường có một vài người buôn bán nhỏ, buổi tối dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Không thể để người nào biết được quân đội đế quốc chúng ta bố trí mai phục ở đây. Vậy Thái quân, ông có ý gì? Phái vài kỵ sĩ mang theo đường đuổi theo hắn, không được để sống. Dân. Thế nào rồi? Hắn đánh trúng vết thương của tôi rồi. Để tôi cõng cô. Bỏ đi để tôi. Cũng kha khá rồi chứ. Nằm xuống xem có vừa không. Đây là muốn làm gì vậy hảo hán? Tôi bảo ông độn rộn cả nửa ngày, ông không biết ông đang làm gì sao?
Hảo Hán à, ngài muốn hỏi gì ngài hỏi đi. Ông như vậy có chút biết điều rồi. Bắt đầu từ bây giờ tôi hỏi ông phải nói đầu đuôi ngọn ngành tất cả cho tôi. Tiền nhà trọ là ai trả? Tiểu nhân quả thật không biết. Người ấy không cho tiểu nhân hỏi những câu như vậy, chỉ là bảo tiểu nhân làm mọi thứ. Cái gì gọi là làm việc? Nói. Ông giả vờ câm đúng không? Hảo Hán à, cậu đừng có dọa tôi mà. Dọa tôi không biết nói gì. Được, tôi không dọa ông trước. Được, cầm lấy đi. Sau này khi nào không ngủ được, cầm lấy cái gậy này xem. Tiểu nhân biết chừng mực. Đau. Anh ba bỏ tôi xuống đi. Nếu chỗ xe ngựa thì tôi bỏ cô xuống, trực tiếp đưa cô về Vân Thành. Tôi có lời muốn nói với anh. Tôi không nghe. Anh mau thả tôi xuống. Tôi biết cô muốn nói gì. Bờ biển phía Bắc quả thật có bọn Nhật, nhưng không chứng minh được gì. Anh từng nói, nếu bờ biển phía Bắc có bọn Nhật, chứng tỏ bên cạnh anh có gian tế. Có gian tế là không sai, chứ không hẳn là ở bên cạnh tôi. Tôi nói con người anh sao không thừa nhận chứ? Nếu bọn Nhật không phải bố trí mai phục bọn tôi là tiểu phân đội, cô giải thích thế nào? Già mồm ác lẽ phải. Tôi không già mồm ác lẽ phải. Vậy tiểu phân đội đi qua con đường đó, nhiều liên lạc viên như vậy, nhiều người dẫn đường hộ tống như vậy, cô có thể chứng tỏ trong những người đó có gian tế không? Còn nữa, tôi biết cô nghi ngờ ai. Chẳng qua cô chỉ muốn bảo tôi thừa nhận lời cô nói. Cô đợi đấy, tôi nhất định sẽ chứng minh cho các cô thấy tất cả suy đoán của các cô đều sai hết. Chứng minh cái gì? Chứng minh đại đội trưởng U anh ấy là anh hùng nổi tiếng, anh hùng giết bọn Nhật. Đi. Anh mau thả tôi xuống. Có nghe thấy không? Cam Tân. Cam Tân, anh nghe tôi nói. Cô không cần nói nữa, tôi cũng không muốn nghe. Muốn nói gì để sau hãy nói đi. Vào trong. Đi đi. Để tôi dụ bọn chúng. Ở đó, mau đuổi theo. Ba chủ.
Bà chủ, không sao chứ? Không sao. Udeka, không sao chứ? Không sao. Mẹ mà cậu đến. Bọn Nhật này từ đâu tới vậy? Chắc là bọn Nhật ở bờ biển phía Bắc. Bờ biển phía Bắc à? Phải rồi, lấy được thuốc nổ chưa? Đại ca. Lão Hầu, bà chủ, cô không sao chứ? Không sao. Vị này là... đây là đại đội trưởng Uông. Lão Hầu, cậu đi cùng đại đội trưởng Uông thu dọn thi thể của bọn Nhật này trước. Tôi tiễn bà chủ. Rõ. Đi. Bà chủ, các cô sao đi qua đây? Trên đường gặp bọn Nhật, cũng may bọn họ giải dây cho tôi. Thế nào, lần này không cần tôi chứng minh gì nữa chứ? Mọi hành động của anh ấy cô đều thấy rồi. Anh ấy cứu tôi, vậy cũng không thể chứng minh anh ấy không có vấn đề. Bà chủ, không. Bà chủ, sư trụ, chúng ta đi. Vâng. Chú ý an toàn. Nhớ lấy, khi cậu trên chiến trường từng đánh chết bọn Nhật, vậy khi đó trong lòng mẹ cậu chính là một nam tử Hán. Thái quân, ông xem. Súc. Đợi đã. Bà chủ, chúng ta không đi nữa sao? Tôi vẫn là không yên tâm lắm. Bà chủ. Bà chủ. Bạch công tử. Bà chủ, sao cậu vội như vậy? Có chuyện gì sao? Đại đội trưởng Uông cùng Hậu Linh đi Dận Thành cướp thuốc nổ rồi. Tôi biết. Bọn họ đi Dận Thành chắc chắn sẽ dừng chân ở nhà trọ của Thái Dân. Cái gì? Sao tôi không nghĩ đến chứ? Bạch công tử, cảm ơn cậu, cậu có lòng rồi. Xuyên trụ, chúng ta về Dẫn Thành ngay. Dân, các cậu yên tâm nhé. Được. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, anh làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Đại ca vẫn tìm tôi à? Tôi biết, nói với cậu vài câu. 10 đồng đại dương đó của cậu, trong lòng Thất Ca hiểu rõ. Trở về mua một cái đầu lợn bồi thường cho cậu. Còn nữa, Thất Ca tặng cậu một cuộc làm ăn miễn phí. Làm ăn cái gì? Anh nói đi, ở đây đâu có ai.
Không phải, tôi sợ đại ca nhìn thấy. Cậu xem, tặng cậu làm ăn, cậu còn không bình tĩnh như vậy. Không có, không phiền anh nói đi. Tôi nói chuyện gián điệp với đại ca rồi. Nói thế nào? Cậu có thể nói như thế nào? Thăm dò từng chút một. Anh thăm dò như thế nào? Vô vọng. Đại ca tin chắc đại đội trưởng Uông đó là người tốt. Bà chủ của chúng ta tay không trở về rồi. Tôi còn nói với đại ca, nói hùng mộng tượng này sao vào được kho vũ khí của quân đội Nhật. Nói là bình thản như đi chùa vậy. Nhưng đại ca nói rồi, đúng vậy, bình thản như vậy. Lúc đầu khi tôi cùng anh ấy giết bọn Nhật cũng bình thản như vậy. Cậu xem. Vẫn chưa nói xong mà. 10 đồng đại dương xóa khỏi sổ nợ đi nhé. Bà chủ, phía trước là Vận Thành. Đến Vận Thành cứ trực tiếp đến tiệm Mai. Dân tôi biết rồi. Báo cáo. Vào đi. Thái quân, ngài mau xem. Đây là hắn vừa chuyển đến. Đọc cho tôi nghe. Hắn nói rồi, cho nên đêm qua không có phá cầu là vì có một tiểu phân đội chữa bệnh. Hôm nay chuẩn bị qua cầu. Quá ra chuyện xảy ra là có nguyên nhân. Để quân đội đế quốc chúng ta mất công mai phục cả một đêm. Cậu không phải sao chịu khổ cả một đêm. Tờ giấy đó đưa đến lúc nào? Tối hôm qua đưa đến. Như chúng ta sáng sớm hôm nay mới từ bờ biển phía Bắc trở về. Cho nên quân đội đế quốc thất lạc đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa tìm thấy người. Nhưng tôi tìm thấy một cái quần ở trên cây. Đây có thể là cậu ấy để lại. Ngài xem. Không có. Đây cũng giống như bị xé ra một lỗ. Tôi nghĩ ý nghĩa này cũng giống như vậy. Lại tự dưng tổn thất 5 binh sĩ của quân đội đế quốc. Chuyện này chắc chắn là hắn làm. Nhưng tôi nghĩ có thể là đường tối qua tối quá, nửa đêm đụng phải không thể tránh, cho nên mới ra tay. Chuyện này nhất định là hắn làm. Những tên bắt lộ đó làm chẳng qua là muốn biểu hiện như vậy. Nhưng dù có nói thế nào, chuyện này vẫn đáng. Khốn nạn. Đáng cái gì? Dân dân. Không đáng, không đáng. Nhưng mà hắn vẫn làm như vậy. Nhưng hắn nói trên tờ giấy rồi. Hôm nay hắn dẫn tất cả đến trước mặt quân đội đế quốc. Hắn ngã mũ trước vì tín hiệu tiêu diệt toàn bộ người gần hắn. Khi nào? Chính là chiều nay. Hay là Thái quân, ngài nghỉ ngơi trước. Hôm qua ngài cả đêm không chợp mắt rồi. Tiếp tục bố trí mai phục. Tiếp tục bố trí mai phục. Dân. Dao của tôi vẫn còn. Tôi muốn để nó sắc bén hơn. Dẫn mẹ của hắn qua đây. Là mẹ của hắn sao? Để mẹ của hắn ở trên cầu. Để trên cầu. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Đại ca, tìm tôi có chuyện sao? Ngồi xuống. Công tử, tôi muốn cậu giúp tôi phân tích một chút. Anh nói đi đại ca. Cậu nói bà chủ nửa đêm chạy đến đây đưa tin cho chúng ta, nói bờ biển phía Bắc có bọn Nhật. Cô ấy căn cứ vào đâu? Dựa vào manh mối nào? Có lẽ cô ấy không nói ra. Không nói ra cái gì? Tôi cảm thấy cô ấy có thể là suy đoán. Nói linh tinh. Chuyện như vậy sao có thể suy đoán? Tôi còn có thể đoán cơ. Không phải đại ca, anh xem.
Giống như anh nói, bây giờ không có cái cớ nào để chứng minh tồn tại quân Mai Phục. Nhưng quân Mai Phục quả thực lại có. Cho nên tôi cảm thấy chắc chắn là suy đoán. Không thể nào. Cô ấy là nhà tiên tri có thể bấm quẻ sao? Chuyện này theo như tôi thấy, gián điệp vẫn tồn tại. Cậu câm miệng cho tôi. Khẩu khí của cậu giống hệt nữ bác lộ đó. Vậy theo như cậu nói, tôi cùng với bà chủ còn có Hậu Linh đều sống không đến trời sáng. Không không không, không phải đại ca. Tôi nghĩ như thế nào thì nói như vậy. Dừng. Tôi bảo cậu đến phân tích giúp tôi. Càng phân tích càng loạn. Đại ca, về rồi. Giải quyết thi thể thế nào? Nhân trời tối đều ném xuống sông rồi. Còn nói chuyện gì với đại ca vậy? Tôi phân tích giúp đại ca chuyện đó. Mau về nhà trọ, đóng cửa lại. Bảo mọi người nghỉ ngơi vài ngày, trốn về nhà. Dân tôi biết rồi. Kho vũ khí phòng thủ chặt chẽ, nhiều hơn lần trước rồi. Đi lại cả một đêm, thuốc nổ cũng không lấy được. Chúng ta cho nổ cầu thế nào? Anh nói xem, bà chủ của các cậu là cấp trên của các cậu, quay lại suốt đêm chỉ vì nói với cậu có Mai Phục ở bờ biển phía bắc sao? Đúng vậy. Đêm qua tôi đi thăm dò ở bờ biển phía bắc, quả thực có bọn Nhật Mai Phục. Như vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Kỳ lạ cái gì? Cậu xem, đầu tiên thuốc nổ biến mất, sau đó Hùng Mộc Tự lại mất tích. Hơn nữa bờ biển phía bắc có Mai Phục. Điều quan trọng nhất là chuyện chúng ta vào thành trộm thuốc nổ nguy hiểm như vậy, đột nhiên có Mai Hương đi cùng, gộp tất cả lại không hợp lý quá rồi. Mai Hương nào? Lão Hầu, chuyện gì vậy? Đại ca, Mai Hương cô nương không biết thế nào, lúc thì nói đi cùng hai chúng tôi, lúc thì nói không đi nữa. Đột ngột như vậy, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bên trong có điều kỳ lạ. Đáng tiếc tôi vẫn chưa nghĩ thông. Uông đại ca, anh nói lúc đó nếu như thuốc nổ không mất, vậy chẳng lẽ Mai Hương cô nương làm loạn sao? Vậy có thể là gì? Nếu như vậy, chúng ta nhất định sẽ hành động dựa theo kế hoạch, đi chôn thuốc nổ xuống dưới cầu. Kết quả nhất định sẽ trúng kế. Nhưng bây giờ vừa hay ngược lại. Sao càng nghe càng loạn vậy? Được rồi, cho dù nói thế nào, chúng ta trốn được Mai Phục của bọn Nhật. Nhiệm vụ tiếp theo, đi đến đâu tính đến đó. Tại sao không nói với ta mà chạy đi cả đêm? Mọi người dù là ai đi, con đi có tác dụng không? Cha, chúng ta bây giờ đừng tranh luận vấn đề không phải là ai đi hay là không đi, mà là ta nghe hiểu rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể ngồi đợi chết. Nếu như đại đội trưởng Uông đó thực sự có vấn đề, bọn họ chính là đi đến bờ Nhật. Bây giờ Bạch công tử nghi ngờ hắn nhất. Con tin điều đó không sai. Cậu ấy nói những gì với con? Cậu ấy nói hết những điều cậu ấy nghi ngờ cho con rồi. Ta hiểu rồi. Điểm đáng ngờ. Vậy chỉ là điểm đáng ngờ. Chứng cứ. Chúng ta cần chứng cứ. Cô đi cùng với cha. Không, Mai Hương đi cùng với ta là được rồi. Bắt buộc phải tranh thủ thời gian. Cha, đại ca, Mộc Tượng quay lại rồi. Gọi cô ấy vào đây. Đi đâu đấy? Dẫn Thành. Đại ca, đừng gọi tôi là đại ca. Cậu vốn không coi tôi là đại ca. Nếu không đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, đánh trên chỗ của bọn Nhật, tôi sẽ không nghe cậu nói nhiều hơn một câu. Không phải đại ca, bây giờ anh nghe tôi nói nhiều hơn một câu được không? Hầu Linh,
Cậu ra ngoài trước. Nói. Đại ca, đến Vận Thành tôi mới biết hắn viết hai tờ giấy, tất cả đều là chuyển tới cho bọn Nhật. Ai? Uông Lệnh Thanh. Cậu đi Vận Thành hỏi ai? Ông chủ Tống của nhà trọ. Vừa gặp mặt ông ấy đã nói với cậu. Ông ấy lúc đầu không chịu nói, tôi ném một cái rìu, hắn liền sợ, nói tất cả cho tôi. Tờ giấy ở đâu? Tôi không nhìn thấy, dù sao tất cả là chuyển tới cho bọn Nhật. Cậu không có nhân chứng vật chứng, tôi dựa vào cái gì mà tin cậu? Không phải đại ca, mộng tưởng tôi là một người sẽ bị chuyện sao? Dớ dẫn. Cậu nói cậu sẽ không bị chuyện là đủ rồi. Cậu lại dám đến Vận Thành điều tra đại đội trưởng Uông. Tôi hỏi cậu, cậu điều tra ra cái gì? Chứng cứ đâu? Chỉ dựa vào một câu nói. Cậu bảo tôi tin Uông Lệnh Thanh anh ấy thông đồng với địch. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu đây là đang xúi dục giúp đỡ kẻ thù và loại bỏ đồng đội. Không phải đại ca, hắn chính là gian tế mà. Cậu nói lại một lần nữa, hắn chính là gian tế. Hắn chính là... Hôm nay có đánh chết tôi thì hắn cũng chính là gian tế. Tôi bảo cậu im. Cậu đi đi, sau này đừng đi theo tôi nữa. Đại ca, Mộc tưởng tôi đi theo anh lâu như vậy, chúng ta từng trải qua sống chết, vậy mà anh vì một tên gian tế anh muốn đuổi tôi đi. Anh có biết câu nói này của anh rất tổn thương người khác không? Cậu cút đi cho tôi. Tôi không đi. Hôm nay cậu đánh chết tôi, hắn cũng là kẻ phản bội. Cậu làm cái gì vậy? Đại ca cậu không tin nữa rồi. Đừng nói nữa. Hắn chính là kẻ phản bội. Được rồi, có thôi đi không? Đến rồi. Chính là ở đây. Ai vậy? Là nhà của ông chủ Tống đúng không? Mấy người là... Bọn tôi là bạn của ông chủ Tống. Xin mời vào. Mộc tưởng, tính khí đại ca thế nào cũng không biết sao. Đại ca khi ở trên ngọn lửa sẽ không làm được gì. Cậu nói cậu từng gì phải tự làm khổ mình. Ngốc ơi, ngốc à, được đấy, dám cứng với đại ca lợi hại. Cậu ấy đây không phải là cứng, cậu ấy là phạm thượng. Cậu ấy nói chuyện đại ca không chấp nhận, cậu ấy nói cả ngày, đại ca có chấp nhận không? Nói đi, sao cậu cho rằng anh ấy là gián điệp? Hỏi hay lắm. Bây giờ tôi nghiêm túc nói với mọi người, đại đội trưởng Uông bên cạnh chúng ta chính là gián điệp. Cậu đừng nói bậy, cậu đừng có làm loạn nữa. Chúng ta ở cạnh Mộc Tượng lâu như vậy rồi, anh ấy nói sự thật, tôi không nhìn ra sao? Không, cậu ấy nói có thật hay không, đại ca có thể nhìn ra không? Bây giờ đại ca có nhìn cũng không nhìn ra. Anh Thức nói đúng. Đại ca không có đôi mắt tin tường, mà là đôi mắt của đại ca đã bị đại đội trưởng Uông che đậy hoàn toàn rồi. Cái gì chuyện này chứ? Lão Hồng, anh có đến nhà trọ của Tống gia không? Đến rồi. Là đại đội trưởng Uông đưa anh đến đó đúng không? Đúng vậy. Vậy chuyện này là đúng rồi. Các anh nghĩ
Đại đội trưởng Hùng hai lần vào thành đều đến nhà trọ của Tống gia, cho nên nói Hùng Mộc Tự biết được chuyện tờ giấy từ miệng của ông chủ Tống, vậy là quả thật có chuyện này. Vậy theo như lời cậu nói, tên họ Uông đó đến nhà trọ Tống gia chính là đưa tờ giấy cho người ta. Đợi một chút, trên tờ giấy viết cái gì? Không biết, không nhìn thấy. Không phải, điều quan trọng nhất sao cậu lại không nhìn thấy chứ? Được rồi, chuyện này không cần hỏi nữa, bây giờ đã rõ rồi, hắn chắc chắn là gián điệp. Không đúng, tên họ Uông đó tuyệt đối không phải gián điệp. Nếu hắn là gián điệp thì hôm đó chúng ta đã chết cùng nhau rồi, không bây giờ chúng ta đang sống sót tốt sao? Vậy anh cũng không hiểu sao, hắn đang niệm tình cũ với đại ca. Cậu đừng có quản cái niệm tình cũ hay không. Nếu hắn là gián điệp thì đã giết chúng ta, hắn không giết chúng ta, vậy hắn muốn làm gì? Đúng vậy, đây cũng là vấn đề tôi đang suy nghĩ. Ông nói cậu ấy cầm cái rìu đến tìm ông. Đúng đúng đúng, ngài xem, đây chính là cây gậy gỗ mà cậu ấy để lại. Vậy được, ra khỏi thành cùng tôi một chuyến, đến tối có thể quay về. Nhưng mà tôi đã nói rõ với cậu ấy rồi, tôi muốn cậu nói rõ trước mặt. Đi đi, tìm người diễn cớ, nói nguyên nhân đi ra ngoài. Sau một tiếng, tiểu phương đội sẽ đến địa điểm chỉ định, bắt buộc phải qua cầu đúng giờ. Nếu không, trạm liên lạc phía sau sẽ không thể kết nối, gây ra nguy hiểm lớn hơn. Đại ca, chuyện khóa cầu phải làm thế nào? Bây giờ chúng ta lấy đâu ra thuốc nổ? Mọi người đã rõ chưa? Rõ, rõ rồi. Ui đại ca, không sao chứ? Không sao. Hành động lần này anh đừng tham gia. Tôi thật sự không sao, tôi nghỉ ngơi một chút trước. Được. Mong ông cho tôi gặp mẹ tôi. Thái độ của cậu, bốn tư lệnh có thể tiếp nhận. Được thôi, mẹ của các cậu có thể được gặp một lần. Mẹ, mẹ à. Nương. Con trai, mẹ không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nhớ lấy khi con trên chiến trường đánh chết bọn Nhật, lúc đó con trong lòng của mẹ chính là một nam tử Hán. Nhưng bây giờ, từ sau khi con bị bọn Nhật bắt, thì con, mẹ, mẹ có biết không, những tấm ảnh đó làm con không thể nào ngẩng đầu lên được. Càng không có cách nào nói rõ sự trong sạch của bản thân. Huống hồ mẹ cũng bị bắt rồi.
Con chùng chân rồi, con nhát gan rồi, con không giống một người đàn ông nữa rồi. Con à, trong giấc mơ mẹ gặp con bao nhiêu lần, ở trên chiến trường giết chết bọn Nhật đó. Nhưng bây giờ con, mẹ không dạy đạo lý gì lớn lao, nhưng mẹ biết ở đây cũng là chiến trường của con. Mẹ không muốn người khác coi thường con trai của mẹ. Nếu con thực sự vì mẹ, mẹ!